Lời đầu tiên, Minh Hoàng gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, Minh Hoàng chào anh. Rồi, chào mừng. Anh chào quý vị khán giả cộng đồng mạng anh ha. Rồi, xin chào với lại quý vị khán giả cộng đồng mạng đã xem kênh của Minh Hoàng, tất cả mọi người nha, được thì vui vẻ và hạnh phúc. Minh Hoàng xin phép anh ha, anh có thể gỡ cặp kính xuống giùm anh ha, để nó bị chóa vô á. Rồi. Anh cho mọi người biết tên, tuổi của anh cũng như quê quán anh luôn ha. Anh tên là Hải, tên là họ là Phạm Thanh Hải. Sinh năm 1959. Năm nay 65 Phạm Thanh Hải, tuổi. năm nay anh sinh năm 1959 là 65 tuổi. Anh Hải đến từ đâu nè? Quê quán gốc thì ở Bình Dương. Còn hiện tại là anh sống ở đâu anh Hải? Hiện tại thì đang ở Trảng Bom, Đồng Trảng Bom, Đồng Nai ha. Nai. Rồi anh Dũng nè, anh có cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không anh? Rồi vô tư. Anh có đồng ý, anh nói đồng ý anh ha. Rồi đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Hải yêu cầu Minh Hoàng tháo gỡ bỏ video là không được ha. Rồi. Anh đồng ý ha. Đồng ý. Rồi, anh Hải phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của anh ha. Đồng ý, đồng ý. Anh Hải nè, anh cho mọi người biết về tình trạng hôn nhân của anh như thế nào anh? Nói chung là tình trạng hôn nhân thì anh đã ly dị nay chắc 20 năm rồi. Anh chị được bao nhiêu người con anh? Ủa? Mấy trai mấy gái anh hả? Có một trai, ba đứa gái. Chắc có gia đình hết rồi anh ha. Hết rồi. Út hồi nay nó cũng có cháu ngoại rồi. Rồi anh Hải là hiện nay ở Trảng Bom đó là nhà của anh hay là nhà của ai anh? Nhà của mình, nhà của mẹ. Anh có sống chung với ai trong căn nhà này không? Không. Mình anh thôi ha. Một mình. Anh Hải, anh đang làm công việc gì anh? Anh làm bên lương y là bên phụ trách bên bóng huyệt đó em. Anh làm bên bấm nguyệt bên đông y á À. ha. Làm công việc đó mình có thu nhập ổn định không anh Nói chung thì bây giờ tuổi cũng lớn rồi cho nên cũng làm rai rai đủ sống rồi em ạ. Anh làm tại nhà hay là mình làm có cơ sở? Tại nhà rồi có khi cũng xách xe đi tới nhà người ta, tại vì những cái ca mà nó liệt hoặc là người ta đi không được á thì mình tới nhà luôn. Còn ngoài ra thì làm ở nhà ngồi ở nhà thôi, ai tới thì làm, không tới thì mình đánh cờ hay thì uống trà rồi chơi vậy thôi. Bấm huyệt rồi vật lý trị liệu đồ á Đúng rồi, chỉnh sửa xương khớp, nói ha. chung là hết. Rồi ngoài cái việc mình bấm huyệt vật lý trị liệu ra đó, anh có thuốc men gì đó không? Thuốc thì có, nhưng mà mình ở đây mình không có muốn dính dáng tới cái vấn đề kinh doanh đó. Mình ở đây là cái phương thức đó là chỉ là giúp đỡ cho bà con bằng cách là mình cho những cái cây thuốc nam á, những cây tự kiếm được đó, trong nhà trong vườn đều có đó, để mà về sắc uống chứ cũng không có bán buôn gì về thuốc men hết. Nói chung ở đây mình làm mình dùng cái phương pháp gọi là trị bệnh không dùng thuốc đó. Còn nếu mà dùng thuốc á, thì nó là thuốc nam, thuốc này á, thì dễ kiếm dễ tìm lắm. Anh có chăm cứu Không. không? Chỉ là so bóp bấm nguyệt thôi ha. Anh Hải đó, anh cao bao nhiêu? Mét 75, Cân nặng anh nặng 70. tưởng anh cũng chuẩn quá ha, cao 1m75 nặng 70.
Anh nói là anh có cái ưu khuyết điểm gì? Nói chung là anh ưu điểm của anh là thẳng thắn, thật thà, đặc biệt là lương thiện, không biết gian dối điều gì hết. Cái là tánh thì cũng có nhiều khi cũng hơi thẳng, cho nên nhiều khi cũng không được người ta thích lắm. Hơi bốc đồng chút ha. Bốc đồng thì cái chuyện đó là hồi trẻ rồi, còn bây giờ thì không bốc đồng, nhưng mà nhiều khi những chuyện cần đóng góp phải đóng góp thì phải nói. Có nhiều khi cũng không nên, không có lợi ích gì cho bản thân, nhưng mà vì 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 là cái một cái lý tưởng gì đó là buộc mình phải đấu tranh mình nói. Ví dụ như mà khi mà tham gia trong những cái hội đoàn đó, thì có những cái vị bạn bè các đồng nghiệp và cũng đem những cái thuốc men gì ra đó, thì mình cảm thấy rằng thuốc này nó vô thưởng vô phạt, rồi là bán thì đắt nữa, rồi thấy tội cho người dân đó, rồi mình cũng phản đối, nên ra sanh ra người ta cũng không thích mấy. Có nghĩa là mình nói thật ha. Điểm yếu anh, điểm yếu là cái gì nè? Nói chung là cái đó là điểm yếu rồi đó. Điểm yếu đó luôn à. Chứ còn cái điểm mạnh thì anh chịu khó. Hải nè, có một cái điều Minh Hoàng muốn hỏi anh nè. Anh chia tay với chị cách nay cũng khá là lâu rồi, khoảng 20 năm rồi, mà anh không quen được mối tình nào khác sao anh? Cũng có, nếu nói không thì không phải là người đàn ông chân chính rồi, nhưng mà cái chuyện đó là cái nhân duyên của người ta, nó nhiều khi mình phải nói dùng bằng hai chữ số mệnh là đúng hơn. Bây giờ anh Có có cụ thể một coi cái như mối là tình. dài cuộc tình, cũng dài cuộc tình, nhưng mà đâu cũng vô đó hết, cũng không có, nói chung là cuối cuối đời thì cũng vẫn một mình. Cũng trải qua nhiều mối tình ha, nhưng mà sau cùng lại cũng ngồi một mình thôi. Đúng. Rồi bây giờ anh Hải nè, anh có thể cụ thể cho mọi người biết một chút xíu về cái mối tình mà anh chia tay gần nhất ở đây. À, mối tình chia tay gần nhất ở đây hả? Có lẽ là chúng ta là cũng cái này thì mình, cái chuyện này nó thuộc về đời tư, nhưng mà anh chỉ nói là đại khái là bây giờ phải dùng cái từ là không hợp. Giống như là cái chuyện mà thí dụ mình thương một người nào đó thì mình muốn người ta tốt, giống như là mình có một cái ý muốn là muốn dìu dắt sửa đổi hoặc là gì đó, nhưng mà không thành công, ngược lại là gây mâu thuẫn rồi cuối cùng là chia tay đó. Nhưng mà cái mối tình này đến với anh Hải có lâu không? Chục 3 năm. Cũng được 3 năm ha. Mà cái cô mà cái mối tình 3 năm đây nè, cô đó lớn hay là nhỏ anh Hải? Cô đó cũng 58 tuổi rồi, 18 tuổi rồi. nhưng mà có cái là bất đồng ý kiến đó, thành ra chứ cũng không có cái gì, cũng không có gì ghét nhau, nhưng cái là bất đồng ý kiến quá, nhắm là không có thể nào mà đi chung nhau được nữa. Thì Minh Hoàng chỉ hỏi sơ để cho anh nói ra để cái người mà đối phương sau này kết nối với anh đó nó sẽ dễ dàng hơn. Lỡ Đúng sau này về đó nó không còn bỡ ngỡ, mà nó cũng không có còn phải suy nghĩ lăn tăn về những cái quá khứ của anh nữa đúng rồi. đó. Thì nhưng mà cái chị đó là 3 năm là ở chung nhà với anh luôn hả? Chị đó hả? Chị đó thì nói chung là nhà anh đóng cửa là anh về nhà chị ở, là vì chỉ còn có đứa con đó, nó còn chưa có gia đình, con gái mới có 19 tuổi thôi, cho nên không có đi theo anh được mà anh phải đi theo người ta. Về nhà thì bỏ không khóa cửa lại. Rồi chị đó quê ở đâu anh Hải? Khánh Hòa. Khánh Hòa, Nha Trang ha. Rồi anh về lại Đồng Nai lâu chưa? Khoảng 1 năm, gần 1 năm rồi. Anh Hải là anh coi Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa?
cũng coi nhiều á. Và anh thấy như thế nào? Anh thấy đây là cũng một cái sân chơi mà cũng là một cơ hội. Có khi mình không biết được người ta, nhưng mà nhờ cái chương trình này mình mới biết được người ta, rồi mình có biết được cái mẩu chuyện, có những cái mảnh đời như thế này như thế nọ vậy đó. Và mình cảm thấy rằng nếu mà cái nào mà hợp ý mình đó, thì mình có thể là mình check lên chương trình đó, là mình xin gặp gỡ. Chứ còn không thì suốt ngày ở nhà quen biết được ai đâu. Nhưng mà quan trọng là anh thấy mảnh ghép yêu thương của tụi em làm việc như thế nào? Mình cảm thấy rằng rất là tốt, rất hiệu quả. Và tụi em là một người, những người làm chương trình là rất là kỹ lưỡng. Cho nên là trước khi là muốn làm hoặc muốn nói một cái gì thì người ta phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Anh thấy cái đó là rất kỹ rồi đó. Vì đây là do chuyện tình cảm, anh nghĩ là không có vấn đề gì mà nó dính dáng tới pháp luật đâu, nhưng mà dầu sao hay nữa đó, mà em kỹ như vậy cũng tốt. Người ta Cái nói này là em muốn tốt cho cả hai bên đó anh. đúng. Tại vì nói không dính dáng thì nó cũng không hẳn. Có đôi lúc nhiều khi về rồi cuộc sống mình đâu có biết được đâu. Người này ở phương trời này, người kia ở phương trời kia. Khi đến với nhau rồi có vài ba bữa, thí dụ như là cái chị đó hoặc là cái anh đó ôm tiền ôm bạc, thí dụ như vậy đó, rồi gạt tình gạt tiền rồi đi rồi như thế nào đó, nên những cái Cũng đó không gọi như nó trừ khỏi những cái khả năng đó cũng được, đúng em làm việc tại ta đã chấp nhận, vì cái hay đó. như thế nó sẽ hạn chế được cái rủi ro. Tuy rằng nó không có nhiều nhưng mà nó cũng hạn chế được một cái phần nào đó rủi ro để Đồng khi kết nối với nhau. Nên hợp lý. mọi người cũng phải thông cảm, tụi em chỉ là một cái nhịp cầu thôi. Đưa mọi người đến với nhau được hay không, thành hay bại là do cái duyên số của anh chị thôi, chứ không Đúng phải rồi, là tụi em là người bắt cầu thôi. Mà anh cũng quan niệm. theo nhân gian thường hay nói là tụi em là cái ngu thứ nhất, đúng không? Cái ngu của tôi, Đúng. cái ngu của tụi em là cái ngu thứ nhất. Nhưng mà mình chấp nhận cái ngu này mà bao nhiêu người được vui vui vẻ, bao nhiêu người được nếu mà được hạnh phúc, tụi em cũng vẫn chấp nhận cái ngu này. Ok. Thì đôi lúc nhiều khi hạnh phúc thì không có kêu, còn lúc mà nó tan dở hay là chia tay rồi cái kêu réo Minh Hoàng ơi, anh không được rồi, chị không được rồi, anh đó vậy, chị đó vậy, nó thành ra cái ngu là cái Cũng vui tính quá. tiên. Cái đó thì nói chung là không ai trách em được đâu. Tại vì sao? Khi tìm hiểu đó là quyết định chọn là quyền quyết định của người ta chứ không phải của em. Đúng rồi, em làm sao mà bảo anh thương cái người đó được, hoặc là làm sao mà em bảo cái chị đó phải thương yêu anh được, đúng Đúng. không? Do cái cách đối xử và ăn nói của anh chị Ý với nhau thôi. là ở những cái đoạn cuối của cuộc đời đó thì mình cũng nhiều tuổi rồi, mình cũng chỉ mong có được một cái chốn yên bình những ngày tháng, để cho nó cái kiểu giống như là ta nói là con nuôi cha không bằng bà nuôi ông là vậy đó. Đúng rồi, cái câu này của ông bà xưa mình để lại mà. Tuy rằng nó cũng không hẳn là chính xác hoàn toàn nhưng mà nó cũng là đúng rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Anh Hải nè, anh có yêu âm nhạc không? Có Thấy anh cười cười mỉm mỉm là thấy biết rồi ha, chắc cũng hát hay lắm nè, cũng thỉnh cũng từ đi hát lắm nào phải không? thoảng em Và anh thấy hôm nay trò chuyện với em Út anh thấy vui vui, đương nhiên là cởi mở. Rồi bây giờ anh Hải nè, anh có thể tặng quý vị khán giả và đối phương của mình đó một cái ca khúc nào mà nó ý nghĩa mà anh thích á, để góp vui cho chương trình thêm sôi động nè, được không?
Lúc khác đâu em. Không, cứ lúc này không hát thì đợi lúc nào nữa. Hát một đoạn Vậy thôi, không không cần một hát bài một hát đoạn. hát một câu Dạ. thôi được không? Thì anh hát ca cổ hay là hát nhạc nè? Hát nhạc. Hát nhạc rồi có một câu đâu có thấm gì đâu. À. Phải một đoạn đầu rồi. Bài gì em Bây giới thiệu không? giờ để anh nhớ coi, chứ nhiều khi là anh hát thì nhiều khi anh cái đầu anh nó cười lắm, nó không có nhớ nhạc, mà mở máy lên thì mình theo máy mình hát, còn như bình Đúng. thường biểu thuộc có nhiều khi cũng lộn lên lộn xuống chứ không chắc ăn đâu, Em cũng vậy thì chứ gì. nó ừ. Vợ anh thích hát nhạc bolero hay nhạc gì? Nhạc nào cũng được hết. Nhạc nào cũng được á Ừ. Bây giờ trời đang nóng nè, chưa có hạt mưa nào đó. Bây giờ anh hát cái bài mày sao mà anh hát mà sáng nay trời mưa. Ta là đem mưa hả? Nói chung là anh không thuộc nhiều cái bài mà nói về mưa đâu, nhưng mà cái Bài gì tháng sau trời mưa không dứt trời không mưa anh cũng lại trời mưa hả? ở đó, đúng rồi Anh đúng rồi đó, anh không biết anh nhớ mà đó. nhưng mà thôi anh không có thuộc, với hai nữa cái đó là phải có nhạc, mà nhất là tiếng đệm guitar thì nó làm như là nghe được tiếng đệm guitar là nó bắt nguồn, cái nó hơi khơi cái nguồn ra, chứ Rồi thôi bây còn giờ anh chọn đi, anh muốn hát bản gì đó anh hát hát một đoạn thôi. thôi anh hát một 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 vài câu của cái bài Xin Còn Gọi Tên Nhau nha. Rồi, xin cần gọi tên nhau mời anh. Giờ bắt đầu hát ha. Rồi. Cô vẫn hoan vui cười em đi, rồi tầm mưa gió biết ai vô về, bàn tay nào đưa em trong lần vui, còn những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Anh không thuộc nhạc cái này, Hey. anh biết anh hát lộn rồi. Không, đơn, vậy là cũng hay. Tình trong cơn ngủ mê. Tình trong cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bay đi, còn gì trên đôi tay đen thẳm hờn dỗi mình cho tình càng thêm say. Rồi, cảm Rồi ơn bắt đầu. anh. Một cái ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Vũ Thành An. Xin Còn Gọi Tên Nhau. Hay. Cảm ơn ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau của anh Hải ha. Rồi. Rồi, bây giờ anh Hải nè, hôm nay anh gọi đến cho Minh Hoàng. Anh muốn chương trình giúp anh tìm cái nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời, phải không? Đúng rồi. Rồi bây giờ anh muốn cái chị đó là cái mẫu người như thế nào mới hợp với anh? Nói chung thì trong cái điều kiện thì anh phải là người giàu có, cho nên anh muốn kiếm cái người không có nhu cầu, không đòi hỏi nhu cầu, chỉ là mình là sống với nhau bởi tình cảm thôi, chứ còn là vật chất là anh kém lắm. Thứ hai nữa là bây giờ thì anh cũng muốn kiếm người cũng đứng tuổi tí, để là bớt cái vụ mà đứng núi này trông núi nọ đó. Thì anh cũng có chấm một người đó, thì anh nghĩ rằng có gì anh nói sau em được không? Ok, được mà, không có sao. Cái đó là quyền của mọi người mà. Tốt nhất thì anh nên bày tỏ bản thân của mình thì nó sẽ hay hơn. Đúng rồi. Anh có hay rượu bia không? Đặc biệt tại vì cái nghề của anh, công việc này của anh, từ khi mà anh kinh doanh thất bại làm ăn gãy đổ rồi đó, là anh đi học qua bên cái nghề đông y này đó, thì đương nhiên là làm thầy thì không thể nào uống rượu được rồi, cho nên anh bỏ luôn rồi. Cà phê thuốc lá thì có ha. Còn còn cà phê thuốc lá
Cái đó là những cái khi mà anh suy nghĩ hoặc là anh phải chiến đấu với những cái vấn đề về vấn đề y học đó, mà can hóa là nhiều khi cũng dùng cái điếu thuốc với ly cà phê, thật sự rất cần. Rồi bây giờ anh muốn chị đó công an việc làm nhà cửa như thế nào? Nói chung là anh là thằng ông không lo được người ta thôi, chứ sao mà muốn được em. Nói Nhưng mà chung là cái tiêu chí anh đưa ra là chị đó phải có công ăn việc làm không hay là có cái nhà hay không? cái này tùy duyên đi em, tùy duyên. Ví dụ như mà có thì tốt, mà không có thì thôi, chứ đâu có đòi hỏi được. Bởi vì con Có người thì có nhiều về ở với anh cũng được mà anh có nhà mà đúng chắc rồi. không? Rồi bây giờ anh muốn chị đó cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Mét Sao nặng sáu, mét sao này 60 độ nặng tuổi độ tuổi là phải từ 58 tới 62. 58 58 tới 63. Nói chung là ít hơn thì càng thích, nhưng mà thường thường là anh thấy nó có một cái là khi mà trẻ quá thì nó lại sanh ra rắc việc lắm. Thôi mình giờ mình muốn an phận 58 tới 63. rồi. Anh thích nhất là cái chị đó người vùng miền nào? Người miền Nam ấy. Người miền Nam. Miền Nam mà anh thích nhất tỉnh nào? À, miền Nam thì nói chung là gần lân cận thành phố Hồ Chí Minh là tốt hơn, gần càng gần càng tốt, đi xa tốn tiền xe chứ cái gì đâu. Chứ còn ở miền nào lại cũng vậy, cũng dễ thương hết trơn á. Nếu là người miền Nam thì dễ thương hết. Gần Từ thành phố Hồ Chí Minh ha. Nhưng như là mà anh Hải là anh cũng ấn tượng một chị rồi đúng không? à cũng có, anh cũng mới xem hồi trưa này. Một chị mới mới lên hồi trưa này ha. Rồi sau khi cái video này đăng lên, Minh Hoàng sẽ lấy cái đường link gửi cho chị đó xem và chờ kết quả trả lời của chị đó ha. Rồi Minh Rồi. Hoàng sẽ thông báo cho anh. Còn nếu không thì chị không đồng tình thì vẫn còn nhiều cái mảnh ghép khác đến với cuộc đời anh mà. Phải rồi, bởi vì anh là tùy duyên. Rồi Minh Hoàng ghi nhận sự chia sẻ trải lòng nãy giờ của anh Hải ha. Cảm ơn anh Hải đã dành thời gian quý báu để anh em mình trò chuyện vui vẻ. Cũng không quên cầu chúc cho anh Hải sớm ngày tìm được cái người trong mộng mà mình mơ ước để vui vẻ nốt cái quãng đời còn lại anh Hải Rồi, cảm ơn em. ha. Rồi bây giờ anh có cái ý gì gửi đến cho các chị không? Thôi được rồi, anh cũng cầu chúc cho tất cả mọi người đều ai cũng có thể tìm được hạnh phúc hết. Cuộc đời này bây giờ nói chung là còn ngắn lắm, cho nên là mình nó là cố gắng tìm cho mình một cái mảnh ghép nào đó để cho nó vui vẻ trong cái cuộc sống vậy đó. Chứ còn riêng anh thì cũng là như vậy thôi, anh cũng Rồi vậy. rồi bây giờ anh chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc ha. Rồi, xin phép chào tất cả quý khán giả trên cộng đồng mạng nha, của cái kênh Minh Hoàng nha. Rồi cảm ơn anh. Rồi. Trước khi kết thúc video, Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh Hải ha. Rồi, chào em.